cái thiên lang này chỉ cần thay đổi đã mọi thứ để làm. Bạn cứ kể chị Hương, bạn không còn nói đâu, bạn không cần ý kiến. Ông tôi mồi cho chị Hương nói cho dễ thôi. Làm một ngày không có đơn thì 10 ngày sẽ có đơn. Làm một ngày không có đơn thì 10 ngày sẽ có đơn. Tại sao phải live stream? Bây giờ là người người live stream, nhà live stream, mọi người đã xem Trung Quốc chưa? Có cái thằng gì hình ti chán lắm á. Ngày hôm nay, nhưng mà lúc tối chờ hoài mà không thấy cô like. Tối cô like mà, tối nhận cô vẫn có like này bùng nổ luôn, mà trưa nay mới là một buổi phiên like kinh khủng. Tại sao bây giờ phải mở phiên like trước là để thông báo với mọi người đúng 12 giờ trưa nay, đặc biệt chưa bao giờ xảy ra, cũng như chào mừng một đứa con của Hương mà đã đi du học trở về đó. Mọi người tưởng tượng được cái cảnh đó không ạ? Tưởng tượng được cái cảnh mà chào mừng một đứa con mà nó đi xa nó trở về à? Trời ơi, phải nói là trưa 12 giờ trưa nay nha. Hôm nay là 12 giờ trưa nay á, mọi người sẽ chào đón một cái kênh năm này lên xu hướng mạnh như thế nào luôn. Chào mừng đứa con của Dr. Ảnh đã quay về với Phương, nên trưa hôm nay là trưa chơi với mọi người. Hôm nay là xác định luôn nên Phương bỏ tiệc luôn mà, là mọi người biết Phương trân trọng cái kênh nó như thế nào rồi đúng không ạ? Rồi thì ở đây có bạn nào nhưng mà trưa nay sẽ tung mã một ca, rất là biết là hồi lúc mà bắt đầu live stream á, cả một ekip để phụ live luôn, mà một tháng trời, mọi người có biết là mỗi một ngày Hương dạy cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà một tháng trời Hương ra chỉ được đúng một tiết thải đặt 600 cảnh, làm xác định là thua toàn tập rồi đúng không? Làm thì mình mới biết được à, mình có, nếu mình thua thì mình sẽ phải làm, nếu mà làm giàu thì ai cũng làm rồi đúng không ạ? Người ở ngoài kia người ta thành công, người ta và làm đều thì nó mới ra được kết quả, chứ không phải là à em live một tuần rồi chả có mắt xem, em live một tuần rồi không có ai mua cái gì và bỏ cuộc, đúng chưa ạ? Mà nếu như Hương cũng đã từng không phải là một viên mà cũng rất là nhiều tiền, 30 ngày ròng rã mỗi ngày hai phiên live, 12 giờ trưa 9 giờ tối liên tục luôn, đến cái ngày mà chưa bao giờ Hương vui như thế. Mà mọi người có biết là Hương đúc 600 cành tới bây giờ Hương vẫn còn cất nó như một cái kỷ niệm để nó. Nên là vì như thế là Hương đã trân trọng những cái được những mảnh đời ngoài kia giúp cho cái sản phẩm Đất Tờ Ảnh lan tỏa như ngày hôm nay, thì Hương luôn đặt tay vào sẻ với mọi người 12 giờ trưa nay hãy chào đón đứa con của Hương đi xa trở về, được không ạ? 12 giờ trưa nay, ngày 22 tháng 12 là Hương đã mất cái kênh của Hương Thẩm Mỹ, nên cả nhà nhớ giúp giùm cho Hương chút nữa follow vào kênh của Hương Thẩm Mỹ tất cả các anh chị. Chị có thể làm thêm một con phát quay dưới có cái bàn tròn chỗ tiên này, có cái bàn tròn cái kính này. Chắc là đẹp chỗ đó rồi, có cái bàn tài sản của anh nó rất là nhẹ lớp khá là sao không đẹp này đúng không? Gửi hàng về tới tận tay của các tình yêu luôn, vẫn sẽ là hàng phê. Em sẽ tư vấn chọn màu, chọn size cho mình cách phối đồ luôn nhé các chị nha. Rồi mẫu em đang lên, em đang ghi lên màn hình hôm nay duy nhất tại livestream này chỉ còn có 195.000 đồng thôi. Và toàn bộ này sản phẩm mình nhiều xu nha mọi người nha. Những hạt tin này mình lấy thật là nhiều xu giùm em nha các chị nha. Rồi, mẫu em đang mang nó sẽ là bản chất da lộn ấy, thì nó sẽ rất là dễ phối đồ, và đặc biệt là mình mang trong một khoảng thời gian thì nó sẽ không có bị bong tóc hay là bị bung xi nha, góc nữa là cao 7 cm. Thế nên là chị nào mà không mang cao được mình lấy cho em bản 7 cm cũng được nha. Rồi em qua mã tiếp theo nhé các bạn ơi. Ai đã thả tin rồi cho em xin thêm một vài
vài tin nữa để mình lấy thật là nhiều voucher đến từ TikTok Shop đến đến nha. Cái mã sản phẩm em đang ghi mất, hiện tại cái mẫu này em đang có giá niêm yết ở shop em luôn ạ, là giá là 320.000. Trên livestream này hiện tại là Shopee đang trợ giá cho mình, kèm theo đó là có voucher đến từ shop nữa nhá. Cái bản dây em đang cầm nó sẽ là bản dây mica trong suốt như này. Đó, nó là một cái bản mica trong suốt cho nên khi mà cả nhà mang nó sẽ không có bị đau chân. Tay thủ thủ công bằng tay nó sẽ rất là tỉ mỉ luôn, mình mang nó sẽ không có sợ bị rơi rụng đá nha cả nhà. Tất cả cái sản phẩm này em làm cho mình sẽ là bản đế cao su non chống trơn. Thì đối với cái dòng đế này mình đi nó sẽ cực kỳ bám sàn, không có sợ bị trơn trượt này. Mình đi nó sẽ không có bị bào mòn và không gây ra tiếng động khi mà mình sử dụng nhá. Chị nào mà đi cao gót không quen mình nên lựa chọn những cái dòng đế này, vì cái dòng đế này nó sẽ rất là to, cái mặt tiếp xúc của nó tới khoảng tầm 65kg nha các chị nhá. Cho nên là chị nào mà đó giờ mình mang cao gót không quen vì mình sợ là cái cân nặng của mình á, thì mình sẽ mang một lần được hai kiểu luôn. Kiểu thứ nhất mình có thể cho dây này ra phía trước, kiểu thứ hai nữa là mình kiểu này thì em tự tin báo với cả nhà luôn là một cái sản phẩm best seller trong cái mùa hè năm nay, mình mang đi chơi được, đi tiệc được và đi học cũng được luôn, vì nó có thể từ dạng xăng đan chuyển thành dạng dép được luôn nha cả nhà. Tiếp theo sẽ là một cái đôi mũi nhọn mà rất được nhiều những cái cô hoa hậu hay sử dụng này. Bây giờ em sẽ ghim sản phẩm lên, thì các chị ơi nếu như mình ưng mã này thì thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán liền nha, vì là cái dòng sản phẩm này ở trên thị trường đang chưa có hàng nhiều đâu, cho nên trên thị trường đang rất là ít luôn. Rồi, cái mẫu này thì bản của nó sẽ là bản mũi